giữa họ có chuyện gì rồi, nên mẹ mới dám làm như vậy trước mặt của mình. Dì Tám, nhớ nhà thì về đi, ở đây than cực chi ạ? À? Gì ra bè hả? Đi không gió, có gió thì đi thôi. Đi tới cùng trời còn được mà. Con thương con quá Tám ơi. Không lẽ cuộc đời cứ bất công với mình hoài như vậy? Có người có đủ mọi thứ ở trên đời, ai cũng ao ước. Nhưng cũng có người không có bất cứ thứ gì hết. Tại sao vậy? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Nhưng có một thứ tao biết chắc à, mày có người ta thương thiệt tình á. Người ta giờ cũng thay đổi rồi Tám, không còn là người thương thiệt lòng nữa. Người ta bây giờ biết chạy theo những thứ phù du khác. Tào lao, cái thấy trước mắt á, chắc gì đã thiệt tình. Con không biết đâu là thiệt, đâu là giả. Nhưng con cảm thấy đau đớn lắm Tám ơi. Duyên là nợ, đã là nợ vì còn dính nhau dài dài. Hôm qua cô làm cái trò gì vậy hả? Ờ, em có làm gì đâu. Em đã nói với anh nghe rồi mà. Hôm qua má nói anh về, cho nên em mừng quá, em chạy vô em chào anh thôi. Anh làm gì thứ ghê vậy? Tôi nói cho cô biết, tôi với cô không có thân thiết đến mức mà cô có thể tự ý vào phòng ngủ của vợ chồng tôi. Anh sao vậy? Em là em gái của anh, chẳng lẽ em không có quyền đi tới đi lui trong cái nhà này hả? Nè, tôi không ngại nói cho cô biết, chỉ có má tôi và con Như, với coi cô là người trong gia đình thôi. Cô nên biết điều đó. Và tôi yêu cầu cô giữ lịch sự tối thiểu giùm cho tôi. Anh... Hôm nay tôi thẳng thắn như vậy rồi đó, tự biết và dừng lại đi là vừa. Thôi được rồi, em nghĩ là anh quá biết, cho nên em không ngại nói trắng ra cho anh nghe luôn. Mục tiêu của em là phải có anh. Em dứt khoát phải làm được chuyện này. Nè, tôi nói cho cô biết nha. Sao? Chuyện gì vậy? Hai đứa làm gì mà lớn tiếng với nhau vậy? Má, anh Đông anh ăn hiếp con á. Con đâu có lỗi gì đâu. Hôm qua con nghe má nói là anh về, cho nên con chạy qua chào ảnh. Vậy mà ảnh la con thậm tệ từ hôm qua tới giờ luôn. Đông, con cư xử với con mé gì kỳ vậy? Dù sao con mé cũng là em con. Con nghĩ đi, đối xử với nó như vậy có được không? Má đó, má biết chuyện gì chưa mà má đã binh rồi. Phòng riêng của vợ chồng con, ai cho phép cô tự tiện đi vô, rồi ăn nói tầm bậy tầm bạ nữa. Em đã xin lỗi anh rồi chứ bộ. Thì thôi, từ nay em không dám tự tiện như vậy nữa đâu. Mất công chị dâu lại giận dỗi. Chị, anh hai á, chỉ biết có bà Hiền thôi. Bà mà không hài lòng á, sao anh hai dám không nghe theo? Nè, em đừng nói chuyện cái kiểu đó nha. Anh nói cho em biết, phải biết trên biết dưới chứ. Mới nhắc lại cho con biết, con Mén, nó là con cá trong nhà này. Nó tới lui ra vô bất cứ chỗ nào là chuyện bình thường. Có gì đâu mà con đặt điều khó khăn với nó dữ vậy. Má, không ngờ má thay đổi nhanh quá. Má làm vậy là muốn đuổi con ra khỏi nhà đúng không? Thôi được rồi, con sẽ đưa vợ con đi cho má vừa lòng. Rồi cô ta muốn làm gì thì làm. Má nói vậy thôi, chứ má đâu có ý gì đâu. Nhưng mà bây giờ ý của con là như vậy đó. Ừ, anh Đông. Thôi con.
cột cho chắc chuông em. Được rồi, anh yên tâm. Chỗ đó cột xong rồi xuống nghỉ ngơi nha. Dạ dạ, không sao anh. Anh. Ủa? Xong hết rồi hả anh? Vậy lạ hả? Từ ngày mai em có chuyện làm rồi, hết ở không? Trời đất ơi, tôi coi đó, mẹ con kìa, ham làm ghê chưa? Rồi con trai của ba, để cho ai bồng đây, hả? Bây giờ hả, anh chỉ biết cưng con trai thôi. Vợ bị ra rề luôn rồi, vợ buồn lòng lắm luôn đó. Ưu tiên lo cho trẻ em trước, rồi tới bà mẹ sau, hợp chính sách rồi mà. Cưng của ba. Chồng tôi bữa nay á giống cán bộ tuyên truyền ghê nha. Anh nói giỡn thôi, chứ em cũng ráng giữ gìn sức khỏe để lo cho con, lo cho ngoại nữa. Anh đi làm tối ngày, mọi việc ở nhà giao cho em hết đó. Anh không cần lo đâu, em tự thu xếp được. Dù sao thì ngày nào anh cũng về, chứ đâu có đi miết như Mạnh Đông đâu. Thôi em về đi, không thì nắng con. Chiều á em ghé chợ, nếu muốn buôn bán gì á thì dò người ta rồi lấy mối nha. Kỳ ha. Nè, hồi trước á mình đi bỏ mối hoài, bây giờ á thì kiếm người ta lấy mối. Thế cuộc sống vẫn luôn kỳ lạ mà, lúc này lúc khác, chứ có nằm im đâu. Con trai của ba về nha. Đây. Thôi má thương. Thôi em về nha. Má thương. Ngoan, má thương. Dì Tư ơi, dì Tư. À, Điển, con khỏe rồi hả? Dạ, dì cho con hỏi chút xíu. Khỏe rồi ha. Nghe nói thằng nhỏ ngon lành lắm phải không? Bữa nay đi kiếm hàng chứ gì? Dạ cảm ơn dì. Thông tin của dì á nhanh ghê á. Đồ bán trong tiệm á, dì lấy mối ở đâu vậy? Chỉ con với. Nè, tao cho địa chỉ, lên đó kêu người ta. Có mấy chỗ có số điện thoại nữa. Mai mốt hết hàng á, cứ gọi ra đó, kêu người ta đem xuống là được rồi, khỏi đi lạng chi cho mất công. Vậy là phải có điện thoại nữa hả dì? Ừ, phải có mới được. Tụi mày cũng ráng sắm một cái đi, không mắc tiền á mà còn tiện được nhiều thứ. Dạ con biết rồi dì. À vậy thì dì cho con địa chỉ, chiều con đạp xe ra đó nha. Cái con nhỏ này, mày mới sanh con chưa được bao lâu nha, mày ráng mà giữ tấm thân long nhong hoài sao lo cho con nhỏ. Mình phải có sức khỏe thì mới lo cho con nhỏ được chứ, hiểu không con? Có ngoại con lo rồi mà dì. Con cũng chỉ đi chút xíu thôi, tụi con phải ráng làm để đủ sức lo cho thằng nhỏ chứ. Ừ, thì tao nhắc chừng mày vậy đó. Ăn đi mén. Cảm ơn má. Không thiếu tay chân hay ốm đau bệnh tật gì mà làm kiểu đó, nhìn thấy không vừa mắt chút nào. Má, má đừng để ý chuyện tụi con có được không á? Con nói chuyện với má con đàng hoàng chút đi. Nè, anh ăn thêm đi. Món đậu sốt cà này anh thích lắm phải không? Anh coi thử coi có vừa ăn chưa. Cảm ơn, tôi có tay mà. Ủa, món này là do cô nấu hả? Làm ơn, cô đừng có chàng ràng trước mặt tôi nữa có được không? Ở nhà đang ăn cơm mà. Anh nói gì kỳ vậy? Hồi lúc ở Sài Gòn, anh đâu có bao giờ nói với em như vậy đâu. Ngược lại còn thiệt là vui với nhau nữa mà. Cô rảnh quá nên sinh sự hả? Cô hết chuyện để nói rồi sao? Có chuyện vui
nên chị Mén muốn kể cho cả nhà nghe vui thôi mà. Anh Hai kỳ quá. Chị Mén, ở Sài Gòn vui lắm hả? Ừ, vui lắm. Trời ơi, ta nói thích nhất á là những lúc mà ảnh đưa chị tới mấy cái câu lạc bộ mà ở ngoài, ngoài gì anh? Ở ngoài, à, ở ngoài cảng á. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, với lại đi lai ra với mấy bạn của ảnh vui lắm. Mấy ảnh quý con lắm á. Anh ha. Dạ con xin phép ba má, con ăn xong rồi. Em à, mấy ngày hôm nay em đã làm thái độ như vậy rồi, em phải nói cho anh biết rốt cuộc anh đã làm chuyện gì sai. Ừ, Hiền. Anh, sao anh ăn có chút xíu vậy? Suốt đâu mà làm việc, má thấy anh vậy má rầu lắm á. Không phải chuyện của cô đi ra ngoài giùm tôi đi. Mỗi lần gặp tôi làm ơn đứng cách xa 10 mét. Nếu không đừng có trách tôi là người thô lỗ. Em có làm gì đâu. Bộ em đứng gần anh không được hả? Đông, con làm gì mà hung dữ như vậy? Con Mén nó lo cho con mà. Con không thấy tấm chân tình của em hay sao? Má, chứ không phải như ai kia đâu. Má, có trái cây nè má. Con quá ghét cái con nhỏ quê mùa này. Bây giờ có cách nào đó, con mà thẳng chân con đá nó bay ra khỏi cái nhà này con mới hả giận. Đồ không biết thân biết phần. Cỡ nào cũng có cách hết trơn á, nhưng cũng cần phải có thời gian con à. Má tin là con sẽ làm được. Con trai con má ngoan quá. Cười đi. Bà chủ bán cho 2 ký đường. Trắng hay vàng gì chị? Ô. Điên điện. Ô thôi má thương. Ô má thương. Thường ngày về đường kia mà, sao hôm nay đi đường này xa xôi vậy? Tôi trốn nhà đi chơi không được hả? Bộ lúc nào cũng muốn bắt tôi làm cho ngoan dở hiền hay sao? Ai biết đâu nè. Thì nghĩ tiện đường cho bà thôi. Ngoan đi mà con. Nè, mua 2 ký đường thiệt hả? Bộ trên mặt tôi á có cái chữ xạo hay sao mà còn hỏi vậy? Tôi mua ở đây á chắc được giảm giá phải không? Tôi còn chưa tăng giá để phạt mấy người nữa đó. Ở đó mà còn giảm nữa. Thấy tôi giống như đẻ mướn chưa? Y như tạc từ ba nó ra, không giống tôi chút nào hết. Đẻ mướn mà sao thấy mấy người cười quá trời quá đất kìa. Lúc sanh á, đang muốn chết, nhưng thấy mặt nó hết biết đau luôn. Nhìn nó cười á, thấy thương lắm. Không nghe nó khóc đòi ăn á, cũng thấy nhớ nữa. Mày thiệt có phước. Điển ơi, bán cho chị bịch xà bông với chai dầu ăn. Dạ, chị chờ em xíu. Giữ giùm tao. Nên tao bồng cho. Dạ, của chị 10 ngàn. Rồi, em cảm ơn chị. Dễ thương quá à. Nếu mình cũng được như Điển thì có lẽ đã không có chuyện ngày hôm nay. Tất cả là lỗi của mình. Có chuyện gì mày nói cho tao nghe đi.
có gì đâu. Thôi quay tôi về nha. Hôm khác tôi qua thăm mày. Cho tao gửi lời hỏi thăm anh hai nha. Ừ, biết rồi. Mà nè, mày không có chuyện gì thiệt không? Lâu không gặp, mày không tin bạn nữa sao? Mày nói bậy bạ không à? Tao về nha. Không biết có chuyện gì mà thấy khổ tâm dữ. Nè, dạ. Mày vô trỏng kiểm tra coi hàng họ sao rồi, ha? Dạ. Sao? Bữa giờ hai đứa làm ăn sao rồi? Tiệm tập quá buôn bán được không? Dạ, cũng tạm ổn rồi chú. Người ở xứ mình thông tin lẹ lắm, với lại con bán mấy cái đồ xài thông dụng hàng ngày nên cũng dễ chạy hàng. Ờ, vậy thì hay rồi. Nè, mày làm ở đây thấy làm sao? Dạ, được quá đó chú. Hả? À, chú xây xong cái nhà máy ở chợ Châu Thành chưa? Mày làm xong cái cửa hàng tạp hóa của mày, cũng để tao xây xong cái nhà máy của tao chứ. Nè, nói vậy thôi chứ ở dưới đó cũng ổn định rồi. Qua tuần á là tao chuyển thêm mấy người nữa vô làm á. Dạ, công nhận chú Mười hay thiệt á, con còn phải học hỏi chú dài dài. Không cần phải nói ra thì mày cũng biết là tao thương mày như thế nào rồi, thấy không? Dạ, chỉ cần là những điều mà tao biết á thì tao nhất định tao sẽ truyền lại hết cho mày, thấy không? Dạ. Hồi nãy mày kêu là có chuyện gì muốn nói với tao đó, chuyện gì vậy? Dạ. Dạ, vợ chồng con gửi lại cho chú số tiền hôm trước mà con mượn. Tụi con cảm ơn chú nhiều lắm. Chú cầm giùm con. Trời, còn mày đặt ơn nghĩa nữa. Tao thấy mày làm có lợi cho nên tao mới giúp đó chứ. Ở đó mà mơ nghe. Dạ. Chuyện gì mà lo lắng dữ vậy? Không phải anh đang rất vui sao? Em, còn sớm mà, không ngủ đi mà em làm gì vậy? Không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi. Làm bữa sáng xong em kêu. Hiền, anh nói nghe nè. Em nghe đây. Có chuyện gì em nhất thiết phải giấu anh sao? Mình đã thỏa thuận rồi, có chuyện gì thì mình cũng phải nói với nhau. Mà em tính làm cho anh thành người chồng vô tâm hả? Không có. Chuyện chỉ có chút xíu thôi, không đáng. Mai mốt em nói anh nghe. Em là người mà anh thương tới hết đời đó, em có biết không? Đừng có làm anh đau lòng nữa mà. Đôi tay này cũng từng ôm ấp một người khác. Em đi làm đồ ăn sáng cho nhà. Mới có 4 giờ sáng mà em làm gì vậy? Coi như là lần này chị thành công rồi đó. Em thấy hồi sáng hai người đó chia tay không? Trời ơi, cái mặt con nhỏ đó lạnh như kem, làm cho anh Đông ảnh quê. Mà ảnh quê là ảnh sẽ chán, mà ảnh chán là thế nào anh cũng bỏ nó à.
đáng đời. Mai mốt hết lôi cái mặt ngây thơ đó ra mà hù chị. Đồ nhà quê. Bản chất của bả mà. Em á chỉ hận bả có chuyện anh Thiện thôi. Bả mà nhà quê hả? Em cùi á. Ê ê. Chuyện ông Thiện sao rồi? Bây giờ ông đang ở đâu? Thì anh làm trên Sài Gòn chứ đâu. Mà từ hổm tới giờ á cũng không ngó ngàng gì tới em luôn. Em có cho số điện thoại đó mà không thấy gọi lần nào hết trơn. Trời ơi sao mà em ngu dữ vậy? Châu không đi tìm cột thì cột cũng phải đi tìm châu. Trời ơi, bây giờ em cứ ngồi đó mà chờ xung đụng hả? Mơ đi cưng. Chứ không thì biết sao giờ. Trời ơi, ngu nữa. Xếp đồ đi, mai lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn hả chị? Ừ. Nhưng em lên đó làm gì? Trời ơi, ngu nữa. Sao em có óc mà em không biết suy nghĩ gì hết trơn vậy? Hả? Uổng công chị ở với em cả năm trời. Bây giờ em lấy cớ lên tiễn anh hai một chuyến, rồi sau đó em đi kiếm ông Thiện. Chị, sao chị lại nghĩ là được cái vụ đó ta? Trời. Nhưng mà ba má em không cho. Trời ơi ngu quá. Em nói là em lên tiễn anh hai, xong rồi em ở chơi vài ngày luôn. Mắc gì mà không cho. Với lại trên đó có anh Đồng chứ đâu phải có mình em đâu. Nhưng lỡ ba má không cho thiệt thì sao? Thì trốn. Đi trốn đi. Trời ơi, em mà trốn đi á, biết đâu mai mốt em sẽ trở thành nữ diễn viên chính trong một tiểu thuyết diễm tình. Trời ơi. Chị này, chọc em hoài à. Gì? Chị, nhưng mà có chắc làm vậy thành công không? Chắc luôn. Em thấy chị không? Bây giờ á, chị đã chia rẽ được đôi vợ chồng dính như Sam đó. Anh Đông nằm trong tay chị mấy hồi. Chị nói cũng phải ha. Nhưng lỡ lên đó anh Thiện không chịu gặp em thì sao? Trời ơi, tôi tức quá, tức quá, tức quá. Mà sao nó ngu quá. Không gặp thì em đi kiếm tới cái chỗ làm của ổng. Bảo đảm là ổng không tránh mặt em được. Mà em nên nhớ, dù sao trên đó cũng có anh Đông. Bây giờ em nhờ anh hai kêu ổng đi uống cà phê, cà pháo, ăn uống gì đó. Không lẽ ổng từ chối? Nghe cũng hay chị ha. Nhưng mà em cũng thấy sợ sợ. Cái gì? Em nói em sợ hả? Ở cái xứ này, chị nghe người ta nói là em quậy cũng có máu mặt. Sao tự nhiên giờ đụng chuyện lại nhát gan như vậy? Tại vì liên quan tới ảnh mà. Nên em thấy không tự tin. Thôi dẹp đi. Có cách hết á. Bây giờ vô xếp đồ. Có gì chị nói thêm với ba má cho. Chiều lên Sài Gòn rồi gặp hoàng tử của em nha. Alo. Alo. Cái gì đó? Nè. Anh hai. Em làm gì ra vậy? Tại sao dám trốn nhà lên đây? Em đợi đó. Để anh gọi điện thoại cho ba, rồi cho xe rước em về, để coi ba sẽ xử lý em như thế nào. Lần này đi, em đã quyết tâm rồi. Anh đừng có lấy ba ra hù em. Vô ích thôi. Em không sợ đâu. Em đó, em hỗn hào quá rồi. Nhưng mà em yên tâm đi, lần này ba không có đánh em nhiều đâu. Cùng lắm là cho dạ bọc tay thôi. Từ nhỏ tới lớn em chỉ toàn lòng vòng quanh cái xứ mình à. Vừa mới lên tới Sài Gòn vậy mà ai cũng rầy la trách móc em. Trong khi á, anh hai đi khắp nước này nước nọ. Có mỗi đứa em gái như em
Sài Gòn cũng không cho đặt chân lên nữa. Được rồi, được rồi, được rồi. Nhưng mà cũng phải để cho anh báo với ba má biết một tiếng chứ. Để ba má lo thì sao? Khỏi, má biết mà. Cái gì? Má biết em lên đây? Ừ. Mà cũng đúng rồi, má với em cùng một ruột với nhau. Dạo này má chịu em quá đáng rồi. Anh Hai. Ừ. Tàu anh Hai ở đâu vậy? Em lên chơi được không? Thôi đi, không được đâu. Chỗ đó không phải là chỗ cho con gái lên chơi. Bây giờ anh sẽ đi tìm khách sạn đặt phòng cho em nghỉ. Chuyện này bí mật đó nha. Anh thủy thủ tự thấy rồi chụp, chứ anh Đồng anh không biết gì hết á. Sao? Đi được chưa? Giờ anh tìm khách sạn gần đây cho em. Em cứ ở đó đi, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Anh Hai, vậy anh Thiện làm ở bệnh viện nào hả anh? Bác sĩ đã về chưa? Em xin phép về trước ạ. Ừ, cô về trước đi. Ừ. À. Dạ. Tâm lá trút một thời gian, bé đã hết ngứa hẳn chưa? Công hiệu thiệt á bác sĩ. Em tắm một thời gian, các mụn ngứa trên người của bé đã hết rồi. Bây giờ em về em lo cho bé ăn nè. Cô về đi. Dạ. Xin lỗi cô, chúng tôi đã hết giờ làm việc rồi. Ủa, bệnh viện mà cũng quy định giờ làm đó sao? Tôi tưởng là còn bệnh nhân thì phải còn làm chứ. Dạ cũng tùy khoa thôi cô. Khoa chúng tôi không có làm ngoài giờ. Mời cô ngày mai quay trở lại khám. Bộ vẫn còn bệnh nhân sao? Tôi tới gặp bác sĩ, không được sao? Tôi là người quen của bác sĩ. Tránh ra. Anh Thiện. Cô là... Em mà anh cũng quên sao? Xin lỗi, một ngày tôi phải tiếp quá nhiều bệnh nhân, mong cô thông cảm. Cô có thể tới vào ngày mai, tôi sẽ sắp xếp khám cho cô sớm, không cần phải bốc số. Anh Thiện, bác sĩ đã nói vậy rồi, xin mời cô về cho, ngày mai quay lại ạ. Không phải việc của chị, để tôi nói chuyện với anh. Em là Quỳnh Như nè, em gái của anh Đông. Anh không nhớ hả? Không có chuyện gì, cô cứ về đi. Đây là em gái của bạn tôi, không sao đâu. Vậy em về trước nha bác sĩ, anh ở lại từ từ. Ừ. À Quỳnh Như nè. Ừ? Cô tới có chuyện gì không? Em nhớ anh, tới kiếm anh, không được sao? Được chứ. Giờ gặp xong rồi, cô về được chưa? Tôi còn một số việc phải làm tiếp. Được rồi, anh có công chuyện thì anh cứ làm đi, em ngồi đây đợi. Tùy cô, cô thích ngồi bao lâu thì tùy ý. Bệnh viện cũng sẽ có người tiếp cô. Rồi em về chung với anh cho vui. Cô ra ngoài đi, để tôi khóa cửa. Tôi có việc, xin lỗi. Anh bất lịch sự dữ vậy hả? Anh Thiện, coi bộ anh bận bịu dữ ha. Ngày nào cũng giống ngày nào, bận đều đều. Bữa rồi anh Thiện, anh có về quê lần nào không? Không. Tôi cũng muốn về thăm ngoại, nhưng mà chưa thu xếp được thời gian. À, hồi đại tháng còn hai khang á, tôi cũng tính về, nhưng mà đột xuất lại có công việc. Chán thiệt. À, tôi cũng có nghe nói, hồi bữa về bận công chuyện quá cho nên tôi không có qua thăm vợ chồng anh Hai được.
Công nhận vợ chồng mỏng giờ sướng ghê, có được thằng nhóc vui cửa vui nhà. Nè, vợ chồng cậu cũng ráng đi chứ. Mà Út Hiền dạo này khỏe không? Dạ, chị hai em khỏe. Anh Thiện nhắc chị hai anh mới nhớ. Sao em chút anh quên, hôm bữa bộ nhà có chuyện gì hả? Sao chị hai em lại vậy Quỳnh Như? Dạ đâu có gì đâu anh hai, chắc chỉ mệt nên biểu hiện vậy thôi. Bữa về tôi cũng thấy Út Hiền sắc mặt không tốt. Hay hôm nào cậu đưa cổ lên đây để tôi khám tổng quát thử coi. Vậy hả? Chị không có sao hết anh hai, chỉ mỗi chuyện chị nhìn thấy tấm hình thôi à. Hình gì? Hình nào? Thì hình cưới anh chị đó. Thấy chị nhìn rồi khóc hoài à. Anh á cũng nên quan tâm tới cô ấy hơn một chút. Đi hoài vợ chồng mà như vậy dễ rạn nứt tình cảm lắm đó. Tôi biết chứ. Cảm ơn. Cạn chén nè mình. Mình có nhớ hôm nay là ngày gì không? Cách đây 35 năm mình nói mình muốn rước tôi về đó. Ngày đó tôi khờ quá, kêu muốn rước tôi về thì chuyện gì mình cũng nghe tôi. Mình cũng khờ thiệt, cứ nghe tôi hoài là sao? Vậy mà có chuyện quan trọng nhất mình lại không chịu nghe tôi. Tôi kêu mình sống hết đời với tôi mà sao mình bỏ tôi đi sớm như vậy? Dì ta. Con ngồi đây chút xíu được không Tám? Ngồi đi. Con rầu quá dì Tám. Con mệt mỏi quá mà không nói với ai được. Con sống trong nhà là vì anh Đông, giờ anh bỏ con đi nữa, con sống là vì cái gì hả Tám? Duyên là nợ, mà nợ phải trả cho hết. Còn khi nào hết thì ai mà biết. Chắc kiếp trước con nợ ảnh, hoặc là ảnh nợ con. Con biết ảnh buồn, con buồn, nhưng không biết làm sao bây giờ. Từ từ mọi thứ sẽ về lại chỗ cũ. Con mới qua nhà Điên Điển thấy thằng con nữa, con rớt nước mắt. Để rồi một ngày ta đã mất nhau. Chắc vì vợ chồng chưa có con cho nên không có được hạnh phúc như nhà người ta. Bây giờ con chỉ ước là được như Điên Điển thôi. Vậy là giống nhau. Vì cũng mơ ước giống như con vậy. Nói ở đó chăm sóc gì cả đời mà không có giữ lời, đi không nói một câu, vì đâu có ai để dựa. Đời đàn bà chỉ có vậy thôi. Chuyện cũng qua lâu quá rồi, mọi nỗi buồn
tao cũng đặt xuống được rồi. Tao cứ mượn rượu giải sầu hoài, dường thấy cũng không vui đâu. Có chuyện gì tao có thể chia sẻ với con được mà. Sầu dài lắm, kể hoài không hết nổi. Không biết rồi mai mốt sầu của con có dài như tám hay không. Thôi con về nấu cơm tám ơi. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vỡ nên chồng. Kể rõ chút coi, không hiểu gì hết trơn à. Anh lờ em. Không ai dư hơi ngồi nghe cà kê cả buổi đâu. Thì anh coi như là không có quen biết em, coi như chưa lần nào gặp em không bằng á. Hôm đầu em tới bệnh viện, hôm thứ hai thì đi cà phê với anh Đông, chỉ có hai lần đó à. Em gọi điện anh không có bắt máy. Anh Đông gọi thì anh nói anh có công chuyện. Nhưng mà em có làm đúng như những gì chị dặn không? Đúng mà, không sai một ly nào hết. Sao kỳ vậy ta, đã làm tới mức đó rồi mà sao thằng chả vẫn còn cư xử vậy được. Ê, hay là bữa hổm ở dưới quê bà Hiền bà nói ra nó vô cái gì rồi? Chắc vậy quá. Ảnh tối ngày cứ nói tới Út Hiền. Em ngồi đó mà ảnh cũng không thèm quan tâm một câu nữa. Không biết bà nói gì với ảnh về em mà ảnh lại coi thường em dữ vậy chứ. Như bà Hiền, hôm bữa chị nói gì với anh Thiện? Hôm nào tôi có nói gì đâu. Giả bộ ngây thơ hả? Chị đừng có mơ. Chị tưởng về làm dâu cái nhà này rồi bao nhiêu thứ cũng là của chị hả? Cô nói gì tôi không hiểu gì hết á. Có cái gì đâu mà không hiểu. Vô được cái nhà này á là sướng ba họ rồi. Chị tưởng tôi không biết mục đích của chị hả? Cô Như, cô đừng có ăn nói khó nghe như vậy. Cãi không lại thì nói chứ. Bộ chị tưởng giữ cái khuôn mặt hiền lành ngu ngơ như vậy là gạt được tôi hả? Rốt cuộc chị nói gì với anh Thiệt? Cô cứ coi lại mình đi rồi hãy nói người khác. Tôi không phải đứa ngồi lê mách lẻo nói xấu em chồng đâu. Vậy tại sao anh ta lánh tôi? Chuyện đó thì tôi không biết. Như à, em có nói thì cũng thừa thôi. Người ta đã cố tình thì làm sao mà tránh được. Nhiều khi đằng sau cái gương mặt đó là một lòng dạ của quỷ đó. Cô mén, cô ăn nói cho cẩn thận một chút đi. Ai, bây giờ thì biết rồi nha. Hổm rày tưởng hiền lành lắm, ai về cũng dữ dằn lắm chứ bộ. Nhìn mặt đâu bắt được hình dung. Má cô cũng khéo dạy cô quá ha. Đồ con hồ ly tinh. Cô dạy con gái tôi như vậy đó, cô không vừa lòng sao? Con. Má. Má. Hiền, con về nhà liền với má đi. Ăn rau ăn cháo gì cũng được, không cần ở nhà này thêm một giây phút nào nữa hết. Má. Ủa,
chị xui đi đâu vậy? Rảnh á, thì vô nhà uống nước. Trời ơi, con gái là con người ta, gả đi rồi muốn lấy lại là lấy làm sao? Đúng là không biết điều. Mày đặt làm giá với ai hả? Má ơi, má con tôi tuy nghèo nhưng có giáo dục. Con mới là loại người vô giáo dục, không biết điều. Cái gì? Cô thử nhìn lại từ đầu tới gót chân con coi, có chút nào liêm sĩ không? Bà nè, mọi người nể mặt tôi là chủ nhà chút nha.